Chào mừng các bác đến với kênh Cuộc Sống Huế. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay một cái cây. Cái cây này thì gió bão á, gió bão nên nó gãy. Dạo vườn này thì gió bão rất là nhiều, rất là mạnh, rất là lớn. Thì đương nhiên gió bão thì nó gãy cây thôi là chuyện bình thường. Giờ chúng ta ra đây cây. Cây này thì gãy cũng phải là nó mới gãy đấy, mà nó gãy gãy lâu rồi. Vào cái đợt cách đây cái khoảng tuần á, nhưng mà nó vẫn còn tươi sẵn đó. Đây là một cái cam quát như thế này. Đây là cái phần nó bị gãy này đó, nhìn qua biết vì sao nguyên nhân nó gãy rồi. Quát như thế nó mục như thế này mà nó cũng gãy là mục mục quá. Các bác, một trong những nguyên nhân mà làm cho mấy cây này nó mục, thứ nhất là đất nó bám rêu rong, nó bám lên đó, làm cho cây nó thủi dần đi. Thứ hai nữa là do cái cây này trước kia nó bị bệnh, đây là bị bệnh sâu đục thân á. Sâu nó đục vào trong cái thân, nó ăn mòn không biết ăn cái gì, nhưng mà nó đục vào cái thân thì làm cho cái thân nó yếu dần đi. Gió mạnh một cái là nó gãy luôn đấy, đó nó gãy luôn đấy. Do bữa trưa nó đang mưa, rất là nhiều. Vì vậy thì nước nó bổ sung đủ cho cái thân cây này, vì vậy nó vẫn còn rất là tươi, rất là xanh. Đây là cây cam này có rất là nhiều trái đấy. Bây giờ ra khoe thì mình sẽ cam đi. Đây, bác thì mình cái tùm cam này. Đó, nguyên một tùm cam. Cam này, một cái cam này có rất nhiều trái cam, nhưng mà trái cam này thì không ăn không hết, nó rụng rất là nhiều. Bây giờ thì cuối mưa rồi, tùy theo loại cam, tuy loại cam này cũng gần vào cuối mưa rồi, nhưng mà có bên nhà hàng xóm ở bên kia thì có một cái cam gọi là cây cam đường, rất là ngọt lắm. Trái nó cũng khá to, cũng cỡ bằng trái này này đó, khá to, chứ là rất là ngọt, ăn rất là ngon. Trái cam đó thì chứ nó chín muộn hơn. Còn mấy trái cam này gọi là trái cam thanh trà, vì vậy thì chứ nó cuối mưa rồi, ăn nó không còn ngon nữa, sáp nó khô, vì vậy ăn nó không còn ngon. Cam hiện tại thì cũng vào buổi sáng sớm ở Huế thôi, vậy không khí nó khá là lạnh đấy, đó. Cái cam này mặc dù nó gãy một tuần rồi nhưng mà nó vẫn còn khá là tươi xanh đấy, tại vì gió tuần này mưa không à. Ngày hôm nay mới thấy xuất hiện nắng đấy, thực sự luôn. Ngày hôm nay là mới xuất hiện nắng, từ khoảng 6 tới 7 giờ nắng mọc lên rồi. Chứ ngày hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm kia, ngày hôm tây nữa thì không có nắng luôn, mưa rất là nhiều. Bởi vậy thì sáng nay sương rất là nhiều, nhưng mà sương tan khá nhanh đấy, sương tan nhanh. Các bác nhìn thấy đây, cây thanh trà này nó gãy này. Á, cái cam nhá, lộn cây thanh trà. Ở đây thì nhiều cây thanh trà quá, các bác này nhìn đây, có một cây thanh trà đằng kia, cây thanh trà đằng kia, cây thanh trà nữa. Nhiều khi đọc lộn, nói lộn. Đây cái cam. Như cái này trúng cái canh hẳn của trái mà nó cũng đô thì. Hoặc là trái bị hại hết rồi, không biết. Hết suối. Mình nghĩ chắc cái canh này hẳn của trái, canh này trái nhiều quá. Các bác nhìn phải trên cao rồi. Ồ, nhìn lên trời thấy con trắng sao. Ở trên cao con trắng, trắng đang chạy rất nhanh. Thôi bỏ qua đi, các bác nhìn thấy ở chỗ cam rất là nhiều rồi. Chứ để mình tắt tiêu mà hạ xuống tắt khoảng 100 trái, nhiều lắm. Nhưng mà cam này thì làm ăn được rồi, ở nhà ăn hay không thôi chứ bạn cũng được, tại vì nó xốp rồi, dở rồi thì mai mua hết cũng cân bản. Đó, bây giờ bỏ qua mình trái cam nữa. Đó, bên kia nó sáng rồi. Thôi em có quay một cái video ở bên kia, mà bên kia
lúc lúc khơi là khơi máy thì cách đấy khoảng 10, cách đấy khoảng 20 phút á. Bên kia nó máy máy trái phụ. Mà hôm nay mùa mười một tí đó mà nó còn nặng rồi. Đảm bảo hôm nay là một ngày nặng rồi đấy. Nặng bắt đầu lên rồi đấy. Bình minh bắt đầu rọi sáng. Oh, tuyệt vời. Mà điều ở ở đằng này nó sáng thôi chứ đằng xa kia, đằng núi kia thì nó vẫn còn sương mù đấy. Vẫn còn sương mù. Ở núi mà ở núi thì sương mù là chuyện bình thường thôi. Ở núi trên kia thì vào hôm nay thì ở đây mặc dù nó hết sương chứ ở núi đó chắc cỡ khoảng ít nhất là cũng 9 giờ. 9 giờ nó mới hết sương đấy. Thì là họ bắt đầu đi làm đi đâu hết rồi. Chúng cái vương các bác vương nhìn cái vương ở đây này, nhìn cái vương ở phía này này, cách đây là khoảng 4 tháng 3 tháng gì đó, 3 4 tháng đó là ở Việt Nam phải là cái vương như thế này. Và đây là một cái vương tre á, vương nữa các bác nhìn thấy mấy cái nữ khô này đó, cái nữ khô thì cách đây khoảng mấy tháng thôi thì mấy cái này đều là mấy cái nữ khô hết á, nữ khô hết. Mà hiện tại thì họ tặc đi rồi, họ tặc đi để họ làm cái khu vực này giống như cái khu vực nhà ở đây, họ trồng cây hành tra. Bây giờ thì thấy được mấy cây hành tra con rồi đây, bây giờ xuống đây để thấy những cái hành tra. Cây hành tra này thì họ trồng bằng cách là họ trồng bằng cách là cùi cành, cùi cành đúng rồi, cùi cành. Các bác nhìn thấy cái hành tra nhỏ 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 đó, cái này là cây thanh tra đó, mà điều nó không to bằng mấy cây thanh tra này. Mấy cây thanh tra này thuộc dạng nó to rồi, mấy mấy năm rồi, còn mấy cây thanh tra này thì mới trồng cách đây một vài tháng mới đó. Nói chung chứ trong cách đây vài tháng thì đô thôi, bây giờ thì chắc phải xuống gần hơn một xí để quay đó. Ở đây thì nó họ làm ranh giới bằng cái, thì vào bữa nữa họ làm hàng rào thôi, nhưng mà hiện tại thì họ làm ranh giới bằng cái cột mốc này. Các bác nhìn thấy đây có cột này, đây có một cột này và hàng cột đó, thì họ làm ranh giới bằng cột này, họ đăng ký có hàng cột. Thôi bỏ qua, bây giờ mình xuống quay cái hình tra này đó. Có thể cái hình ta mới chứ. Cái hình trai này con khá là bé, vài bữa nữa thì nó lớn lên thì nó có trái. Bây giờ thì họ đi qua đi về bắt đầu nhiều rồi, họ đi làm bắt đầu nhiều rồi, nghe tiếng xe bắt đầu nhiều hơn. Tiếng xe bên kia sông các bác nè, bên kia sông. Bên kia sống nó nhiều trái nhiều nửa quả, mình nhìn thấy nhìn thấy rõ lắm. Ở đây có một cái chuối cũng khá là con này mà đều nó ra buông sớm này. Bác nhìn thấy không? Buổi sáng đi quay video có thêm mấy con chó đi theo này. Chúng nó cũng tung tăng theo mình như vậy vào buổi sáng sớm á. Mình đi tập thể dục cũng vậy, nếu mà mình đi dạo thì nó cũng đi theo mình này. Đi theo chơi thôi, vào buổi sáng sớm á chạy. Các bác nhìn vào buổi sáng sớm. Thì nói chung cảm ơn các bác đã xem cái video này. Và đừng quên là đăng ký kênh của em để có thể nhận được những cái video mới nhất, và like share video để nhiều người cùng biết đến kênh Cuộc Sống Huế này hơn. Và cảm ơn các bác đã ủng hộ cái channel này của... Và đừng quên là góp ý em để em có thể xây dựng được cái channel tốt hơn, nên quay những cái gì hoặc là quay nó shop cái gì hoặc là quay thiệt cái gì để em có thể cải thiện được những cái video của mình.